Thank you.
tiền đặt cái đủ thiên thần. Cứu khổ độ mẹ sống cô hương hồn, chiếu sáng tận độ tin vô họ hồng mặt ác tiếp bạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vườn trai chủ tiếp bị dân hương phổ thông cúng dường hương cúng dường phúc có nhiều năng lượng với người năng từ ai nào ta biết đi thái chủ bảo bình an trước khi mong nhà giải thay vương về quyền tài văn tiền phúc cúng dường phúc cúng nhiều năng lượng với người năng từ ai nào Yeah.
chúng pháp quang sự tâm đại chủ thọ hồng âm lễ tạ ngũ vương thế già Bye.
chi tùng bao đức thù ấm khi siêu đồ sư nghiêng âm á phùng huỳnh tây bích phương tây hòn nghiêng tây ngọc nghiêng tây thu á nghiêng tây phương nghiêng á tây trung nghiêng tây nguyên nghiêng tây hoa nghiêng tây hoa tầm văn thứ nhiệm gia tự nói hỏi môn bế đại nghiệp chúng nhân đàn tâm nhân bằng hướng pháp thanh tương linh nghiêng ngọc tâm nhất bị thần hồn chi linh nguyên bằng Oh.
ngũ ngã nghiêng thì phương nghiêng thì trung nghiêng thì quyết nghiêng thì hóa nguyện thì hóa và tiếng có hồ thành lộc trần văn úc võ văn năm trần văn thức trai điểm đặng bất nhập phong hương tâm thần khó bay sự tuyên hành công cụ sơ văn hòa bài văn hương hiền quốc họ tăng long Thank you.
Thank you.
Vậy trong
đồng thừa phong thân phố đệ thấp hiền đại đức từ vương án tiền chiếu Phật từ hạ đăng phạm công ty vong hồn đăng tội sống vì cháu biên nhân cô từ mặt
nghiền thì ngọc, nghiền thì tu nghe tầng. Cha đánh nguyện sơ lục nhật cùng thời nhé giao chủ thiên dòng đầu sư A Di Đà.
trong mười phương ba đời. Nhất tâm chứng lẽ tất cả tôn pháp trong trong mười phương ba đời. A Di Đà Phật. Vừa rồi hòa thượng đối trước bàn công đức lâm để niệm hương bạch Phật và gia tâm chú niệm cho hương linh. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh trên hòa thượng đối trước bàn công đức chứng minh. Thứ nhất là Di Đà Phật, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Tiền Liên Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh. Kính bạch trên hòa thượng Phượng Hạnh Hạ Huệ, cùng trì niệm Phật đường Nhỏ Phước đệ nhị chứng minh. Chúng con kính nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vì thế đi theo lời Đức Phật và chư tôn thiền đức chỉ dạy. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm Kỷ Hợi, được chư tôn thiền đức tăng hướng dẫn thiết lễ kỳ siêu tùng chung pháp 49 ngày cho hương linh phân phụ người cha người ông của Tam Quyến. Tính Tý thượng thọ 84 tuổi, từ ngày 6 tháng 1 năm Kỷ Hợi, tuy theo lời Đức Phật chỉ dạy, coi theo hạnh hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên, thiết lễ cha đường trang nghiêm. Quý ngài đã quan lâm về gia đình để chứng minh và hồi hướng công đức cho cha ông của Tam Quyến. Nương vào đó, cha đường trang nghiêm, sự thanh tịnh của quý ngài Tam Quyến có đôi lời tác pháp chân lên. Hôm nay gia đình chúng con có duyên sự đồng hành đảnh lễ, xin phát bạch. Nam mô A Di Đà Phật, hưởng bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Chúng con kính nghi ơn dưỡng dục nuôi con từ thuở bé, đức sân thành cao tột nợ như non, sống cuộc đời vất vả chỉ vì con, nuốt đắng cay tạo cho con dòng sữa ngọt. Ôi, con cha như núi Thái, nghĩ mẹ tựa sông sâu, nhưng chúng con chưa hiểu và đã làm nhiều lần lầm lỡ, làm phiền lòng cha mẹ thấy ngày qua. Vì chúng con mà cha đã tẩm được máu thịt đầu giường khi con bệnh, cha nhường ăn thiếu hụt cho con no dạ. Cha tất tạo sớm hơn cũng vì lo cho chúng con. Chúng con nào thấu hiểu sự hy sinh của cha cho chúng con trong thầm lặng, trong tiếng la hét trách mắng kia lại chứa được một tấm lòng bao la thương con vô bờ bến. Vậy mà chưa một lần nào chúng con để tâm đến những nếp nhăn cằn cỗi dần xuất hiện trên trán cha già, những sợi tóc hoa răng cứ tô điểm tóc cha thêm màu trắng đục. Để rồi khi chúng con chợt tỉnh ra và muốn trở về trong tình thương của cha già kính quý, thì than ôi, còn gì nữa đâu, chỉ còn lại án tiền di ảnh cha già với ba miếng hương trầm trong ngày làm tùng chung thấp. Giờ này chúng con mới hiểu thế nào là còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con như bùn. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, tuy chúng con không còn nhìn thấy được gương mặt của phụ thân, của chúng con là hương linh niệm ngọc tâm hưởng thọ 84 tuổi, mất ngày 6 tháng giêng năm Kỷ Hợi. Thân phụ chúng con đã ra đi về thế giới nào xa lạ, hay phải khóc đau đây bay theo lộng gió mấy ngàn trong không gian vô tận, khiến cho vong linh phụ thân chúng con trọn niềm hoan hỷ diễn biến nghiệp duyên. Quy hướng tam tôn trưởng thừa pháp luật và công đức gia trì mà được siêu thanh thoát khó,
trên tinh thần hiến đạo chân thành y pháp như luật nhân ngày tuần thóp 49 ngày, chúng con thành tâm thiết lễ trai duyên tịnh tài phẩm vật kính dâng lên mười phương chư Phật chư tổ và tịnh đức tăng già. Phẩm vật tuy đơn sơ đạm bạc nhưng với tấm lòng kính thành cho chúng con và tất cả chúng sinh nương nhờ công đức phụ quý ngài. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Diện công an quý thành kính cung tịnh tên hòa thượng chứng minh từ bi hoan hỷ. Nam mô đại bi một từ viên Bồ Tát Các bạn có danh Nam mô đại bi tăng tài lên để mà thành tâm tôn giả và thành chứng giác. Thì hôm nay là pháp trang chủ giữa học sư và Trương Thị Hương cùng tất cả tên gia hướng viên nội ngoại thành tâm thiết lễ 49 ngày theo hương linh của người cha là Nguyễn Hồng Tâm yêu sinh chính khí tưởng thọ 84 tuổi. Từ trần này 16 tháng 1 năm Kỷ Hợi. Thì như vậy là tăng gia hiếu quý phải nhờ tư tăng làm lễ hai kinh về lược khí và chính dường để biết được chính pháp. Bởi vì căn cứ nơi luật nhân quả thì như vậy là cái hương linh này hưởng thọ 84 tuổi. Như vậy là mình biết cái kiếp trước cái người này cái nghiệp xét sinh không có. Mà một cái điều quý nữa là ngày xưa cái ngày đã dạy là sanh thuận tử an. Thì tôi đến đây tôi nghe nói là cái hương linh này là chết rất là nhẹ nhàng. Cho nên nếu trường hợp mà mình á, mà những người tuy sống thọ nhưng mà bệnh tật nhiều quá thì tài sản trong nhà nó vô đi, qua đi bớt đi, tức là mình bị lỗ. Cho nên những người nào mà ở trong cái câu thanh thuận tử an thì cái gia đình đó được có lòng về mặt tiền bạc để cũng như là sức khỏe. Bởi vì sao một người bệnh á thì ba bốn người lo rất là khổ. Vào ngày 6 tháng 1 năm Kỷ Hợi thì hôm nay cái lễ khai trang đã trang nghiêm và cái lời kết bạch của tên gia hiến viếng cũng đã nói lên cái sự phá hiến trong tình. Hôm nay cung kính Kỳ Tôn Thiền Đức Tăng Ni nguyện Phật an lành để chứng minh. Trần thị thu, đông trần thị thu.
quan phú mai hoan nhiên miễn ba âm chiêu dương thái hạ yến hà thanh pháp giới thank you.
Cực lạc là...